Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh MMT Gonji Test của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Subtitle Edit. Đây là link gốc. Mình có thể các bạn có thể cài ở cái link gút gọn này là tinyurl.com/mmt-sub-edit. Cài file zip nha. Chọn file zip và giải nén ra nơi khác ổ C. Đây thì phiên bản hiện tại đang là 3.6.3. Sau khi tải về mở lên, Ctrl A và bỏ chọn cái này đi. Mình chuột phải extract là giải nén tới thư mục. Ở đây mình chọn ổ D 2.subtitle-edit chẳng hạn. Ở đây là 3.6.3. giờ mình vào ổ D subtitle-edit 3.6.3. sau khi cài xong, chúng ta sẽ cài phông từ điển ở link sau tinyurl.com/mmt-gt-files. Ở đây cài trước là phông, tải xuống nè, tải phông nè, rồi sau đó còn cái file mình chưa có up lên là file setting subtitle edit, file gonji fan sub, phong là mình đã tải rồi. Giờ tải nữa con được không ta, tải xuống đây nè. Đây, sau khi tải xong bấm chuột trái vào. Nếu như đâu rồi, cái này nó hỏi có tin cậy cái file không thì mình sẽ chọn là giữ lại nha, keep show more và keep anyway, vẫn tiếp tục giữ lại nè. Giờ mình cài cái phông nha, chọn more info nha. Và run anyway. Mình không hiểu sao cái bộ cài mình đã cài á, mình đã làm tự nhiên bị đánh dấu là có vấn đề. Mình vẫn cài phong bình thường. Trong khi chờ cài phong, chúng ta sẽ trở lại bàn về cài video waveform. Mở subtitle edit lên. À, cái file setting lúc nãy để mình mở ra. Setting nè, mình sẽ chọn, đây nó ghi là đây là file cài đặt subtitle edit bao gồm shortcut, hotkey là phím tắt phím nóng, MPV player để chạy video, còn FFmpeg để ghép sub với video và tạo waveform để dễ edit hơn. Chọn thư mục là ổ D, thư mục vừa chứa file nha. Thư mục chứa subtitle edit ổ D nè, subtitle edit, ok. Mình extract vào và chọn yes to all. Sau khi cài xong rồi, ban đầu cái giao diện nó sẽ là nền trắng chữ đen, nhưng sau khi cài cái setting vô folder subtitle edit, nó sẽ là nền vàng. Nền vàng, vàng đậm nè. Cái dictionary để mình giải mã cái dictionary nha. Cái dictionary nó như vậy nè. Trong phần dictionary tiếng Việt, sau khi đã giải nén xong nè, tiếng Việt dictionary đâu.
nè, VIVN Dict. Thì ban đầu là chỉ có 6.000 mấy trăm từ thôi, sau đó mình nên bổ sung thêm một số từ, thêm các nguyên cái từ điển tiếng Anh vô nè để sửa lỗi cho nó dễ. Nè, có tiếng Anh này thấy không, còn phía trên này là tiếng Việt. Khi sửa lỗi thì nó sẽ có cả vừa tiếng Anh tiếng Việt, nếu như mà chọn từ điển tiếng Việt để sửa edit sửa lỗi. Tiếp theo là profile, là cái này nè, option setting. Ở đây có thể chọn tiếng Việt luôn nha, ngôn ngữ là tiếng Việt nè. Option choose language, ở đây mình chọn tiếng Việt. Thì mình hy vọng là mấy cái gõ tắt của mình nó vẫn còn tiếng Việt nè. Tùy chọn cài đặt, mình hay dùng tiếng Anh tại vì giờ mình dùng tiếng Việt có vẻ thấy hơi bị lú. Để xíu mình tìm mấy cái kia coi còn à, còn cái phím tắt vẫn còn ở bên tiếng Việt nha. Rồi tiếp tục, mình đang nói với profile, quay lại profile, tùy chọn nè, cài đặt. Và profile ở đây là mình đã nạp cái tiếng Việt của mình rồi, mỗi thứ tiếng nó có một cái profile riêng. Ở đây mình tiếng Việt của mình là chiều dài dòng tối đa, đây là dòng đơn tối đa là CBL. CBL, CBS mình sẽ giải thích sau ở cái video sau nha, khá là thú vị. Tối đa ký tự là 17 ký tự một giây là CBS. CBS mình cũng sẽ giải thích ở một video khác. Thời gian tối thiểu, thời gian tối đa, min gap between cycle, ở đây chắc là 40 mấy thôi, mà mình lỡ lên tới 80 mấy. Thôi kệ, cái này để giải quyết sao. Tóm lại cái profile này mình cài cũng khá là chuẩn rồi. Cái này chỉnh về 23.976 nha. Đây, giờ tới video và audio, chọn và option tùy chọn nè. Setting là cài đặt. Ok, và bây giờ chọn video player là phát video. Vì mình đã cài phát MBV rồi nên giờ mình thử mở video nha. DT chẳng hạn. Hiểu đi rồi ta. Đợi chút. Đây kìa. Rồi, bây giờ video đã được tải sẵn, còn bây giờ là waveform phần âm thanh nè. Âm thanh gì cũng có sẵn luôn rồi. Nếu như mà bấm vô âm thanh nó kêu mình tải á thì mình cứ ok nha. Cái này có hai cái Japan và English, Japanese English, mình chọn tiếng Nhật. Tạo dữ liệu dạng sóng nè, là waveform. Đây. Có cả âm thanh, có cả lời thoại và cái này là số, cái số dòng này đang là dòng thứ 29 nè. Còn 1970 chắc là đây là cái thời gian của video, là giới hạn duration. Video cài đặt đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, tạm biệt.